Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã đến với TikTok. Thì như chúng ta đã có rất nhiều cái yêu cầu làm về các sản phẩm sáp vuốt tóc có giá rẻ rồi. Và một trong những cái yêu cầu mình được yêu cầu rất là nhiều đó chính là clay wax. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem clay wax sẽ đem lại cho chúng ta những gì. Phải nói thật với các bạn, đối với sản phẩm clay wax này, mặc dù mình là người đã sử dụng khá là nhiều sáp, nhưng mà cái con clay wax này mình rất là ít dùng. Thậm chí là đến thời điểm này mình quên mất cái hiệu quả cũng như cái hiệu năng của con clay wax là thế nào rồi. Cho nên chính vì vậy hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem cái hiệu năng cũng như là cái công dụng của sản phẩm này thế nào nhá. Thì như các bạn thấy trên tay mình đây đang là sản phẩm clay wax. Thì đối với cái sản phẩm này chúng ta sẽ có một cái ấn tượng vô cùng lớn, đó chính là cái phần nắp của sản phẩm này. Cái phần nắp của sản phẩm này nhìn thôi các bạn đã thể thấy nó không thể lệch yêu được với cái phần nắp được làm các cái cạnh trông rất là đẹp. Đối với cá nhân mình trong cái thiết kế của sản phẩm nắp này rất là đẹp. Bên cạnh đó thì cái phần thân vỏ hộp của chúng ta cũng được làm cảm giác rất là chắc chắn nữa. Đây là một điều là mình cảm thấy rất là thích mỗi khi mà cầm vào cái sản phẩm này. Đây chỉ nói cầm thôi nhá. Cầm vào cái sản phẩm này là mình cảm thấy rất là thích và rất là chắc tay. Bên cạnh đó thì cái việc mà cầm di chuyển chúng ta đi chơi đi du lịch thì cũng rất là dễ, bởi vì cái sản phẩm này nó có thiết kế khá là chắc chắn, cho nên là cái việc chúng ta làm rơi cũng không quá phải lo lắng về cái trường hợp vỡ cũng như là cái sản phẩm chúng ta gặp vấn đề. Đối với chất sáp của chúng ta, bên trong chúng ta sẽ có một chất sáp là chất sáp clay khá là cứng. Và cái con này có một cái đặc điểm, đó chính là nếu mà các bạn để quá lâu, ví dụ khoảng 1-2 tháng các bạn sử dụng ấy, thì cái con này nó sẽ bị, khi mà các bạn đã sử dụng rồi, sau 1-2 tháng sau các bạn không sử dụng nữa thì nó sẽ bị hơi cứng cái bề mặt một chút. Đây cũng là một điểm trừ nhỏ nhỏ của chất sáp này. Tiếp theo thì cái màu sắc của sản phẩm chúng ta sẽ có màu như kiểu màu sữa đặc ấy. Các bạn có thể để ý cho mình một chút, đó chính là mặc dù là chất sáp clay, nhưng mà khi đối với những cái lần đầu chúng ta lấy ra chúng ta sử dụng thì nó rất là dễ đánh tan, nó không quá khó khăn. Thậm chí đối với cá nhân mình còn cảm thấy nó còn dễ đánh tan hơn là các sản phẩm như là Vulcanic hoặc là Cavalier Clay chẳng hạn. Nhưng mà cái sản phẩm này như mình đã nói rồi nhá, nếu mà các bạn để một thời gian quá lâu sau khi chúng ta sử dụng hết cái lớp đầu tiên này rồi thì phần nào đó nó sẽ bị rất là cứng. Không hiểu tại sao nhưng mà đó cũng là một trong những vấn đề mà các bạn nên lưu ý khi mà chúng ta sở hữu một sản phẩm clay wax như thế này. Tiếp theo thì ngay bây giờ mình sẽ trải nghiệm với sản phẩm này xem là cái hiệu quả của sản phẩm này như thế nào, cho các bạn có thể hình dung ra cũng như xem hiệu quả của sản phẩm này nhé. Như mình đã nói thì sản phẩm này có xuất sáp ở dạng clay cho nên là nó sẽ hơi cứng, nhưng mà tất nhiên rồi nó sẽ không quá cứng để chúng ta cảm thấy khó chịu. Cái việc đánh tan cái sản phẩm này cũng rất là dễ thôi. Mình không gặp quá nhiều khó khăn các cái trường hợp như là zip hoặc là bị cứng hoặc là gặp bất kể một vấn đề gì đấy nó trong cái quá trình là gần như là không có. Đánh tan cũng rất là nhanh. Cá nhân mình ngửi lại thấy hơi giống các cái mùi kem dưỡng da hoặc là các cái mùi kem tẩy trang, nước tẩy trang ấy. Thì như các bạn có thể thấy, đây chính là hiệu quả của sản phẩm clay wax trên mái tóc của mình. Cá nhân mình sau khi trải nghiệm sản phẩm này thì mình có các cái điều muốn nói với các bạn như sau. Điều đầu tiên đó chính là khi mà mình trải nghiệm sản phẩm này, mình vuốt lên tóc ấy, cái sản phẩm này có một điều khá là đặc biệt, đó chính là nó không đem lại cho mình cảm giác nó bị quá zip hoặc là quá khô cứng, làm cho cái quá trình mà mình vuốt lên mái tóc đối với sản phẩm này rất là thoải mái, rất là dễ chịu, không gặp một chỗ khó nào cả. Tất nhiên rồi, đến cái phần tiếp theo mình muốn nói cho các bạn, đó chính là cái mùi hương đối với sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này có mùi hương nó bám không quá lâu. Khi mà mình đánh tan ra thì cái mùi hương nó hơi mạnh một chút, nhưng mà đến cái lúc mình apply lên tóc sau khoảng 1-2 phút thì cái mùi nó cũng đã quá không được rõ ràng nữa rồi. Mình nghĩ là sau khoảng tầm 30 phút thì cái sản phẩm này nó sẽ bay gần hết cái mùi cho các bạn thôi. Ngoài ra thì cái sản phẩm này cho chúng ta một độ kiểm soát mái tóc khá là tốt. Đây là một điều là mình rất là bất ngờ, bởi vì sản phẩm này đem lại một độ kết dính không quá cao. Đây cũng là một nhược điểm của sản phẩm clay wax. Khi mà đối với một sản phẩm gốc clay ấy, thì theo cá nhân mình, đối với một sản phẩm gốc clay mà có chứa các cái thành phần oil base, tức là có một chút gốc dầu ấy, thì nó sẽ có phải bắt buộc phải có cái độ kết dính, bởi vì cái độ kết dính này ở đây nó sẽ giúp chúng ta giữ cái form tóc lâu hơn, và đi kèm theo đó nó chúng ta sẽ có một cái hiệu quả cũng như là cái độ giữ nếp rất là lâu. Nhưng mà đối với sản phẩm này nó lại không có một độ kết dính quá là cao, nên các bạn thấy mình có thể kiểm soát mái tóc rất là tốt, không hề gặp cái trường hợp như là kéo tóc hoặc là đứt tóc hoặc rụng tóc. Và các bạn hãy nhớ nhá, đây vẫn là một sản phẩm gốc clay, chúng ta sẽ vẫn có độ khô khá là lớn, bởi vì tất nhiên rồi, một sản phẩm gốc clay nó sẽ lại cho chúng ta cái sự khô ráo và sạch sẽ mà. Cái sản phẩm này nếu mà chúng ta sử dụng hoặc những bạn nào tóc mỏng quá thì chắc chắn sẽ phù hợp với các bạn. Sản phẩm này sẽ rất phù hợp đối với những bạn nào có mái tóc ngắn hoặc là sử dụng để tạo các kiểu tóc ngắn, ví dụ như là short quip hoặc là quip, hoặc thậm chí là undercut, nhưng mà các bạn là sử chỉ có tóc ngắn thôi, khoảng tầm từ 10 phân đổ xuống thôi, sử dụng sản phẩm này sẽ rất là hợp.
Cái lượng texture, cái lượng volume sản phẩm này đem lại cũng khá là ổn nữa, cho nên các bạn hãy cứ yên tâm về cái việc nó giữ độ phồng hoặc là cái việc tạo kiểu lại với sản phẩm này. Thật ra thì đối với việc tạo kiểu lại với cái sản phẩm này thì mình không đánh giá quá cao, bởi vì sau quá trình đội mũ lâu, ví dụ như khoảng 1-2 tiếng ấy, thì việc tạo kiểu lại rất là khó, nó chỉ được khoảng tầm 40-50% mái tóc của cho ban đầu thôi, bởi vì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm không có cái khả năng tạo kiểu lại quá là cao, cho nên cái việc mà các bạn phải sấy tóc trong cái quá trình các bạn sử dụng sản phẩm sáp này là vô cùng cần thiết nếu các bạn muốn tạo kiểu lại hoặc là giữ được cái độ phồng. Và đó là tất cả những cảm nhận của mình về sản phẩm Clay Wax. Tóm lại, chúng ta sẽ có một sản phẩm có giá ở mức tầm trung, hiệu quả của nó cũng ok, đối với cá nhân mình ok. Cái mái tóc chúng ta sử dụng dành cho sản phẩm này sẽ là các mái tóc ngắn có mật độ tóc từ trung bình cho đến dày. Cái những bạn tóc mỏng nếu sử dụng sản phẩm này sẽ bị rất là nặng và cái kiểu tóc của chúng ta sẽ không giữ được lâu. Mùi hương của sản phẩm này rất là ok, rất là thoải mái và nó bay mùi rất là nhanh. Nếu bạn nào không thích thì các bạn hãy cứ yên tâm, cái sản phẩm này nó bay mùi rất là nhanh. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái khả năng gội rửa rất là dễ dàng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Cái hiệu quả dưỡng nếp của sản phẩm này thì mình cũng đánh giá khá là cao, khi mà các bạn sử dụng đúng, ví dụ như các bạn sử dụng kèm các sản phẩm restyling hoặc là các bạn sấy tóc rất là ổn rồi thì mình nghĩ cái hiệu quả dưỡng nếp của sản phẩm này cũng phải lên đến 8 tiếng. Còn tất nhiên nếu những bạn nào tóc mỏng và những cái bạn nào mà không biết sấy tóc hoặc là chúng ta không sấy tóc trước khi vuốt ấy, cái hiệu quả dưỡng nếp và cái hiệu năng của sáp nó sẽ khác nhau, cho nên là các bạn hãy nhớ khi mà chúng ta sử dụng bất kể sản phẩm gì hãy nhớ xả tóc, sấy tóc cũng như là tạo chúng ta cái form tóc thật tốt đã nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà các bạn cần mình review về bất kỳ sản phẩm gì, hãy để lại dưới phần comment cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.